vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn động, kỳ lạ cuộc đời. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cả đời vất vả. Từ nay tới 70 tuổi, trời ban bổng lộc, tiền về xếp đầy nhà, phất lên giàu rực rỡ. Thưa quý vị cô bác anh chị, sống trên đời này thì chẳng có ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó chúng ta sinh ra thuộc ai, trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong số lục thập con giáp, những con giáp nào trời định làm người tốt số, số trời sinh mang mệnh đắc tài phú quý, chỉ cần sống chân thành, sẽ được phúc đáp xứng đáng. Cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10, cuộc đời con người rất sợ, rất ám ảnh việc nợ nần túng thiếu, nhưng mỗi người mỗi một hoàn cảnh, sẽ có lúc bạn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh mình không hằng mong muốn. Nhưng trời không triệt đường sống của ai, những khó khăn trong cuộc sống chỉ là một phần thử thách để tô điểm cho thành công của bạn mà thôi. Và theo tử vi tiết lộ mới nhất về bản mệnh là con giáp có số hưởng, dù đang nợ nần khó khăn thế nào đi nữa thì chắc chắn sẽ được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Hãy cùng xem diễn biến vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của bản mệnh như thế nào. Vậy không để quý vị, cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, tử vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi và lắng nghe. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Bính Ngọ 1966. 2. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ 1966. Diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 59 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Bính Ngọ 1966 và bây giờ. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. Một đặc trưng tính cách, vận mệnh của tuổi Bính Ngọ 1966. Theo tử vi, người sinh năm 1966, tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời hay nước mưa. Nước mưa rơi xuống đối với vạn vật, vừa có thể mang đến tác động tốt mà cũng có thể hủy hoại vạn vật. Nếu với lượng vừa đủ sẽ làm cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ, nhưng mưa lớn hay mưa triền miên, mưa giông bão sẽ khiến đất đai xói mòn, cây cối ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Với những đặc tính đó, người mệnh này cũng cần rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tính thì mới trở thành người có lợi ích. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên, hậu vận họ giàu có, nếu lấy tuổi Tuất Dần thì cố hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đăng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mặn mà, nếu ở xa nhau thì tốt hơn. Nhưng nhìn chung, tuổi này khi còn trẻ long đong về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa, hoặc bác phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt, nên cần làm nhiều điều thiện, để hưởng chọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Tuổi Bính Ngọ có tính cách và một tâm hồn rất cao thượng, tinh tế, và có cử chỉ tác phong nhã nhặn, khiến cho mọi người phải hài lòng và có ấn tượng tốt đối với họ. Những người tuổi Bính Ngọ có trách nhiệm và rút ruột gan trong công việc, dốc sức hết mình vào công việc. Tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp rất lớn ở trong đời.
Một số công việc họ phù hợp chính là giảng viên, nghệ sĩ, nhà tư vấn hay những nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm được cấp dưới nể phục. Trong chuyện tình cảm, họ rất lãng mạn và cũng dễ bị tổn thương, vì thế nên tôn trọng, yêu thương họ, nên quan tâm động viên tinh thần họ bằng cách nhẹ nhàng, tinh tế và mềm mỏng. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp. Bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi công danh. Phần ra đạo có nhiều yên vui. Vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc. Vào thời kỳ hậu vận, nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận. Việc làm gặp được nhiều may mắn, bạn sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái. Thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần ra đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau. Nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều điều tốt đẹp. Con đường công danh lúc trẻ có chức phận về thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc. Vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận. Về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Những người sinh năm 1966 sẽ không mắc phải bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào trong cả cuộc đời, nhưng có rất nhiều căn bệnh nhỏ. Họ cần lưu ý về các bệnh đau đầu, bệnh về mắt. Hãy nhớ làm việc đúng cách, cân bằng hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi và đến bệnh viện kịp thời khi họ cảm thấy bị bệnh. Chính bởi thế, mệnh chủ nên đeo bản mệnh Phật Đại Thế Chí Bồ Tát giúp cho người tuổi Ngọ bớt thị phi, tránh bị tiểu nhân lợi dụng. Đồng thời, vị Bồ Tát này tượng trưng cho quang minh trí tuệ, nên bản mệnh sáng suốt hơn khi nhìn nhận vấn đề, dễ mang tới thành công, hỗ trợ sức khỏe, cải thiện tốt hơn khi bước vào tuổi Xế Chiều. Vận trình vận mệnh của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch, tháng 1 âm lịch, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào, nên người tuổi Ngọ sinh vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp. Họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao, may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân, luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường. Không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh tháng này là người chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh khiêm nhường. Họ là người thông minh hoạt bát, khoan dung độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới. Tâm tính cũng có phần bất cần thích gì làm nấy. Mệnh chủ may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều. Tuy vậy, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an, nhờ được quý nhân tương trợ, vận thế cuộc đời nhiều biến động lên sống thất thường. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh tháng 3 mờ là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người tuổi Ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công, nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi. Đường nhân duyên tốt, có tài xã giao khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Tháng 4 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả,
cuộc đời lận đận phải chịu nhiều trắc trở khó khăn. Họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, nhưng điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động. Nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ, thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Tháng 5 âm lịch, người tuổi ngọ sinh vào tháng này phải chịu trăm ngàn điều cực khổ đắng cay trong đời, phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ quý nhân phù trợ. Tất cả những điều họ có được trong đời đều nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Người tuổi ngọ sinh tháng 5 hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ huy hoàng. Tuy nhiên, tiền đề là họ phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng. Hậu vẫn tốt đẹp, cuộc sống an khang hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Tháng 6 âm lịch, người tuổi ngọ sinh tháng 6 âm, cả đời vất vả, nhưng chẳng bao giờ chạm đến ngưỡng đại phú đại quý. Người này tính cách không nhu, không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia phận phúc mỏng người tuổi ngọ sinh tháng này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình anh em. Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp. Thời gian đầu thất bại liên miên, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả lo lắng nhiều. Tháng 7 âm lịch, tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, tiết trời không nóng, không lạnh. Người tuổi ngọ sinh tháng này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết mười, cuộc đời người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Tháng 8 âm lịch, người tuổi ngọ sinh tháng 8 âm lịch chính là tiết bạch lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối. Cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả. Là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo làm tầng lớp kế cận. Tháng 9 âm lịch, bậc kỳ tài trời sinh, nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cuộc đời của họ khá bình thường. Bản thân chú ngựa này cũng không có ý chí lý tưởng gì to lớn, chỉ muốn bình an trải qua một ngày, không mong chờ cầu tiến. Họ có tài nhưng không muốn nỗ lực cố gắng nhiều, không có mục tiêu phấn đấu. Tháng 10 âm lịch, người tuổi ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt. Thời trai trẻ, họ phải trải qua khá nhiều gian nan vất vả, nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người tuổi ngọ sinh tháng 10 đang xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ. Mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình, may nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá lại tài năng hơn người, nên con giá này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Từ trung vận trở đi, người tuổi ngọ sinh tháng 10 âm, vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Tháng 11 âm lịch, vận mệnh người tuổi ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhuốm màu bằng tuyết. Khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hoài nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hẩm hiu đơn vương độc mã, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ, đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình,
để thay đổi hiện tại mà có được. Tháng 12 âm lịch, mệnh chủ có nhiều chuyện phải lo phiền. Tuy nhiên, cũng may gia đình hòa hợp, thời chè lại chăm chỉ học hành nên ra ngoài được nhiều người nể phục. Tài năng có được nhờ rèn giũa, tư chất thông minh, lại thêm có công dùi mài đèn sách nên càng thêm giỏi giang. Người tuổi Ngọ sinh tháng 12, có ý chí và nghị lực phi thường, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại. Dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió, làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn vất vả, nhưng người này cuối cùng sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn. Họ vẫn có phúc có lộc, con cháu đầy đàn và những ngày sinh đại cát. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 2, tuy không nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ, gia đình, gia tộc, nhưng lại có quý nhân, vận cực kỳ tốt, thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ, nên vững bước thành công sự nghiệp rộng rãi. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 6, mệnh có tài khố chủ về nắm vững tài chính, có khả năng quản lý tài sản, đắc tài đắc lộc dư giả, giàu có, vận may lâu dài, một đời không lo cơm áo gạo tiền. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 9, thông minh lanh lợi, có năng lực và tài nghệ nổi trội, đặc biệt là tài văn chương. Nếu tiến công theo con đường học vấn, chắc chắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý dạng danh. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 10, đa tài, đa nghệ nổi tiếng vang danh. Sự nghiệp mỹ mãn, hài lòng không có gì phải nghĩ ngợi, thành tựu và dấu ấn cuộc đời khiến người khác ngưỡng mộ. Người tuổi Ngọ sinh ngày 13, tướng mạo đoan chính, tính cách thành thật và tốt bụng, làm việc kiên trì, chăm chỉ, tới nơi tới chốn, nên rất được tín nhiệm, giao trọng trách lớn, có nhiều thành công. Người tuổi Ngọ sinh ngày 14, thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, nhã nhặn, biết lễ nghĩa, coi trọng đạo lý, giữ chữ tín. Sự nghiệp hanh thông, có chức, có quyền, mệnh chủ về lãnh đạo và dẫn dắt. Người tuổi Ngọ sinh ngày 19, thông minh, sáng dạ, là nhân tài xuất chúng, có sự nghiệp vang dội, thành công hiển đạt, danh tiếng vang xa, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, là người phụ nữ khiến nam giới phải kiêng nể. Người tuổi Ngọ sinh ngày 20, có mệnh mang phúc, tướng mạo tràn đầy quý khí, con cháu đông đúc, hậu nhân giỏi giang, sống lâu trường thọ, gia nghiệp thịnh vượng, có tài có thế, một đời phú quý, cuộc đời toàn vẹn, không có một điểm nào cần nghĩ ngợi, lo lắng. Người tuổi Ngọ sinh ngày 29, có phúc tình lâm mệnh, nên cầu sự thành công, vạn sự như ý, tỷ sự cát tường, thành ra lập nghiệp đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông trôi chảy. Người tuổi Ngọ sinh ngày 30, thông minh đa tài, tướng mạo đẹp đẽ, lanh lợi, hôn nhân như ý, cuộc đời bình an cát tường, việc gì cũng thông thuận, dễ dàng. Quý vị khán giả đang xem video với nội dung chấn động, kỳ lạ cuộc đời, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cả đời vất vả, từ nay tới 70 tuổi, trời ban bổng lộc, tiền về xếp đầy nhà, phất lên giàu rực rỡ. Tiếp theo, vận mệnh người tuổi Bính Ngọ 1966, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 59 tuổi tới năm 70 tuổi. Mệnh chủ Bính Ngọ 1966, bước vào năm 2024, đã 59 tuổi, được đánh giá là năm vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc, tài chính dồi dào, có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ công việc hoặc đầu tư. Vận trình công danh cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân do gặp phải hung tinh chiếu mệnh. Cụ thể, về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển. Bản mệnh có thể được giao trọng trách lớn hơn, hoặc được đề bạt lên vị trí cao hơn. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công.
Đây là thời điểm thuận lợi để bản mệnh phát triển sự nghiệp, gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên cũng cần chú ý tránh chủ quan kiêu ngạo, kẻo gặp phải thất bại đáng tiếc. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc chính hoặc các nguồn thu nhập khác, nhưng cũng cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh hoang phí, kẻo hao tài tốn của. Nếu đã có gia đình, thì tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết. Vận trình tuổi Bính Ngọ năm 1966, từ năm 60 đến 65 tuổi, những người cầm tinh con ngựa đều có được tính cách chăm chỉ trong cuộc sống và công việc. Họ lao vào vất vả trong những năm đầu đời để xây dựng nền tảng cho tương lai. Nhờ đó, tuổi Bính Ngọ trở thành con giáp khổ trước sướng sau, có số mệnh hưởng phúc sau trung niên, trong thời gian ở những tuổi này được hưởng an nhàn trọn vẹn. Về con cái có nhiều triển vọng nghề nghiệp, phát triển mạnh mẽ về công danh, có thành công về đường tài lộc. Những năm này là những năm bạn Thu đạt được nhiều kết quả mỹ mãn trên mọi lĩnh vực của cuộc đời. Sau bao năm tháng vất vả, nỗ lực vì sự nghiệp, Mạnh Chủ đã không ngừng tích lũy. Đây đều là những kinh nghiệm sống quan trọng, giúp hậu vận càng ổn định hơn. Giống như những thiên lý mã, người tuổi Ngọ có sự kiên trì và bền bỉ mà ít ai có được. Sự nỗ lực và chăm chỉ đã được đền đáp xứng đáng. Sớm muộn cũng gặt hái thành tựu, đón tài lộc đi lên trong tương lai. Tuy nhiên, Mệnh Chủ nên chú ý tới lời ăn, tiếng nói, tránh phạm khẩu thiệt thị phi thì sẽ hạn chế bấp bênh trong nửa đầu đời. Càng lớn tuổi thì nên biết cách kiềm chế cảm xúc và đủ lý trí để đưa ra những mưu lược tài tình. Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận hậu vận sung túc. Ngoài ra, hãy đặc biệt chú ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn nữa, kẻo bệnh tật phát sinh lại khổ mình mà lại còn tốn kém tiền chạy chữa. Vận trình tuổi Bính Ngọ 1966, từ năm 66 đến 70 tuổi, người tuổi Bính Ngọ thường có sự dũng cảm và liều lĩnh khi còn trẻ, thậm chí có thể bị xem là hơi quái đản vì tính bốc đồng của họ. Tuy nhiên, khả năng cải thiện và kiểm soát cảm xúc có thể giúp họ xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt hơn trong quá trình giao tiếp với người khác. Theo thời gian, khi bước vào tuổi trung niên, tính cách của người sinh năm 1966, Bính Ngọ thường trở nên ổn định hơn. Họ không chỉ nhìn vào bề ngoài của vấn đề mà còn biết phân tích và nhìn sâu vào chúng. Sự hướng ngoại vui vẻ và khả năng kết giao của họ là điều quý báu. Do đó họ nên trân trọng và quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh mình. Trong cuộc đời, họ sẽ gặp rất nhiều người, trong đó có những người có thể đóng vai trò quan trọng. Những người này có thể trở thành tri kỷ, người đồng minh đáng tin cậy khi họ cần sự giúp đỡ nhất, hoặc những người bạn đó có thể giúp người tuổi Bính Ngọ biến những ý tưởng và kế hoạch của mình thành hiện thực. Đây là cơ hội quý báu để mở rộng mối quan hệ và tận dụng tiềm năng và cơ hội mới bằng cách tích cực tham gia vào giao tiếp xã hội. Người tuổi Bính Ngọ sẽ có cơ hội tối ưu hóa việc bắt kịp những cơ hội đang chờ đợi mình. Ngay cả khi tuổi Bính Ngọ là người hướng nội, hãy tin vào trực giác của mình và để nó hướng dẫn đến những nơi mà may mắn có thể xuất hiện một cách bất ngờ và mang đến cho họ những cơ hội không ngờ đến. Đôi khi may mắn giống như một nàng tiên bí ẩn, luôn xuất hiện vào thời điểm không ngờ và đưa người tuổi Ngọ vào con đường may mắn, ra đạo êm ấm, hòa thuận vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Ngoài ra, nam mệnh tuổi Ngọ chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Ba tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh năm 1966, Bính Ngọ hợp con số nào? Nam hợp tác số 8, 6, 7, nữ hợp các số 9,5, 2. Sinh năm 1966, Bính Ngọ hợp hướng nào? Nam mạng hướng hợp Tây Bắc, sinh khí, Đông Bắc, Phúc Đức, Tây Nam, Thiên Y, Tây, Phục Vị. Hướng không hợp, Đông, Tuyệt Mệnh, Nam, Ngũ Quỷ, Bắc, Họa Hại, Đông Nam, Lục Sát. Nữ mạng hướng hợp, Tây Nam, sinh khí, Tây, Phúc Đức, Tây Bắc, Thiên Y,
Đông Bắc, phục vị. Hướng không hợp, Đông Nam, tuyệt mệnh. Bắc, ngũ quỷ. Nam, họa hại. Đông, lục sát. Người sinh năm 1966, hợp tuổi nào? Nam mạng Bính Ngọ, trong làm ăn, Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mão, tuổi Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu. Nữ mạng Bính Ngọ trong làm ăn, Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý, tuổi Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Sinh năm 1966 hợp màu gì? Như đã nói ở bên trên, người sinh năm 1966 thuộc mệnh thủy nên theo phong thủy, người mệnh này hợp nhất với các màu thuộc hành mộc tương sinh, tức màu xanh lá cây hoặc các màu tương hợp thuộc hành thủy như đen, xanh dương. Sử dụng nhiều những gam màu này sẽ đem lại may mắn cho mệnh chủ, giúp sự nghiệp thêm phần thuận lợi. Bản mệnh nên tránh sử dụng các màu nâu, vàng thuộc hành thổ, trắng, xám thuộc hành kim, đỏ, cam thuộc hành hỏa, vì đây là các hành thuộc quan hệ tương khắc trong ngũ hành. Những màu tương khắc như vậy sẽ làm giảm vận khí, khiến cuộc sống và công việc gặp nhiều điều không như ý. Ngoài ra, màu sắc hợp mệnh nếu được áp dụng trong quá trình mua xe, phối màu trong phong thủy, nhà cửa, ăn mặc sẽ giúp tăng sinh khí tài vận may mắn. Màu sắc còn có thể dùng để hạn chế sự tương khắc trong phong thủy của tuổi bạn. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Chấn động, kỳ lạ cuộc đời, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cả đời vất vả. Từ nay tới 70 tuổi, trời ban bổng lộc, tiền về xếp đầy nhà, phất lên giàu rực rỡ. Từ ban biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.